Chào anh em, mình là Phương Nguyễn Thanh và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu một cây đàn Telecaster của IOC, model TL12. Đây là một phiên bản nâng cấp từ người tiền nhiệm TL11. IOC là một nhà phân phối nhạc cụ trực tuyến số 1 của Trung Quốc và sản phẩm của họ đã có mặt ở trên 30 quốc gia toàn thế giới. Thì ngày hôm nay đây là một cây Telecaster màu cherry của ánh kim rất đẹp. Chúng ta sẽ đi vào cảm quan một chút. Đó là những cái sản phẩm của IOC thì có cái độ hoàn thiện rất tốt. Chúng ta có thể nhìn thấy đầu tiên phần núm, cảm giác xoay rất là mượt và khá là nặng tay. Tiếp theo ở đây là chúng ta sẽ có một cái bridge khác với truyền thống. Đây là 6 bridge cho riêng biệt cho từng dây một. Thì đây là một cái cải tiến, nó sẽ giúp cho chúng ta căn chỉnh được intonation dễ hơn cũng như là action tốt hơn là những cái cây Telecaster truyền thống với lại có 3 cầu bridge, một núm volume và một núm tone truyền thống cùng với lại công tắc 3 chiều. Công tắc này có độ nảy và độ nhảy, âm thanh phát ra khá là xịn sò. Chúng ta sẽ có một cái rắc cắm ở bên hông. Thì cái rắc cắm này ấy, nó rất là chắc. Tuy nhiên là cái khi mà chúng ta cắm vào thì rất nhẹ nhàng. Đây là một cái sản phẩm phân khúc giá rẻ nhưng mà có thể thấy rằng là cái từng cái chi tiết một được nhà sản xuất hoàn thiện rất tốt. Hai single coil truyền thống nhé. Pickup màu trắng. Ta hãy nhìn cái nước sơn. Nước sơn của họ rất tốt. IOC luôn luôn có những cái sản phẩm và cái thị hiếu về màu sắc được chọn lọc và nó luôn luôn tạo ra một cái hot trend trên thị trường. Gỗ là gỗ dương, gỗ poplar body. Trọng lượng của cây Telecaster này thì nó cũng không quá nặng, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 3,2 đến 3,3 kg, tức là nó cũng đạt tiêu chuẩn của một cái cây Telecaster cầm khá là nặng tay. Gỗ dương thì như anh em biết đây là một loại gỗ đang rất là phổ biến. Bởi vì sao? Gỗ dương thì nó cho một cái âm thanh rất là cân bằng và cả ba cái âm sắc là mid, sharp, bass thì đều rất là rõ ràng. Chơi solo thì cái phần âm mid nó sẽ dày hơn và sáng hơn những loại gỗ thông thường. Chúng ta sẽ có một cái điểm nhấn nữa, đó là trên phần mặt cần. Mặt cần chúng ta sẽ có là mặt maple rất là mượt. Phần mặt phím là rosewood India, Ấn Độ, Rosewood, India. Cái điểm đặc biệt ở đây đó chính là cái phần inlay nữa. Inlay là khảm xạ cừ cho cái phiên bản mặt gỗ Rosewood này. Inlay là lighting, rất đẹp. Đây là một cái phiên bản mới hoàn toàn của IOC. Chúng ta sẽ có 22 phím. Và ở đây thì điểm cái bộ phím này cũng rất đặc biệt. Đây là một cây đàn giá rẻ, nó ở phân khúc hơn 2 triệu thôi, tức là siêu rẻ. Nhưng mà chúng ta có nhìn thấy được cái độ tỉ mỉ ở trên các mặt phím được bo tròn này. Độ bóng ở trên mặt phím và kết thúc phím cả hai đầu đều là được bo tròn bằng thủ công nhé. Và đây là một cái trang bị rất là thuyết phục cho IOC trên thị trường. Thì không có nhiều những cái sản phẩm mà có được cái độ mượt mà như cái cần đàn này. Thông thường thì chúng ta sẽ có thể quan sát là những cái kết thúc phím này là người ta sẽ dùng kìm cắt vát đi và sau đó người ta sẽ mài. Tuy nhiên ở đây thì IOC đã đem đến cái sản phẩm được làm thủ công hoàn toàn, đó là raw end fret, kết thúc phím
Cái điều này nó sẽ làm cho không có tính thẩm mỹ, không những là tính thẩm mỹ mà nó còn có độ trơn và mịn, tạo cho cái cảm giác của chúng ta chơi rất là thoải mái. Tiếp theo là phần phím, anh em phím, đây là phím phím medium, rất là bóng. Phím này thì cảm giác rất là trơn mịn, giảm ma sát rất đẹp nữa. Đây là một hàng phím rất tuyệt vời. Ở đây chúng ta sẽ có logo là IOC, You Got Rock. Hàng khóa Six In Light rất đẹp. Và sẽ có hai string key để gia tăng cái độ căng của dây đàn cũng như là củng cố thêm sustain. Đây là phần headstock. Headstock này là của IOC thiết kế và họ độc quyền. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần demo. Âm thanh đầu tiên là tiếng clean trên neck pickup. Và có tiếng rất là đanh sắc với lại cái dải mid rất là cao. Và cái phần neck pickup thì ở đây là cái body của Telecaster thường là sẽ nặng hơn những cái cây Strat, bởi vậy là tiếng của neck pickup bây giờ nó cũng ấm hơn, nó sẽ lai giữa dòng Les Paul và Strat. Tiếng low gain thì chúng ta có thể sử dụng neck pickup. Ok, bây giờ là tiếng high gain nhé. Mặc dù là đây không phải là điểm mạnh của Telecaster, nhưng chúng ta hãy thử xem một cây đàn này tạo được âm thanh như thế nào với tiếng high gain. Không tệ lắm đúng không ạ? We'll be right back.
ta hoàn toàn có thể solo những cái bản pop ballad hay là R&B trên cái cây Telecaster này. Để lại comment xuống bên dưới hoặc là contact Zalo 0982 734 588. Xin nhắc lại là 0982 734 588 hoặc Facebook Phương Nguyễn Thành để có thể nhận được mức giá tốt nhất. Cây đàn này là hàng new và có giá là chưa tới 3 triệu tặng kèm bao và phụ kiện. Anh em hãy để lại comment và nhận được những cái ưu phần ưu đãi giá tốt nhất. Cảm ơn anh em đã theo dõi và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.